Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Thứ tư tuần 23 thường niên. Phúc cho những kẻ nghèo khó, khốn cho các ngươi là kẻ giàu có. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Sứ điệp: Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai nghèo đói, khổ đau và vì Chúa mà bị thù ghét. Những người có phúc trên đời này, giàu có, no nê, sung sướng, danh giá, không đón nhận được phúc lành của Chúa. Tự vấn 1. Những lúc tôi khó khăn, nghèo đói, sầu buồn, tôi có ý thức được rằng Chúa đang rất thương tôi và chúc lành cho tôi, vì hoàn cảnh hiện tôi đang trải qua là cơ hội để tôi nên giống Chúa không? 2. Những khi tôi được hạnh phúc, sung túc và thành công, tôi có nhớ tất cả đều là ân ban của Chúa để sống khiêm tốn, chứ không vênh vang, tự tôn khả năng của bản thân và khinh thường, chê bai những người kém may mắn, bất hạnh hơn tôi không? Cầu nguyện. Lạy Chúa, có lẽ không có gì làm cho tâm trí con bị giằng co, bị phân vân cho bằng các mối phúc của Chúa. Bởi vì những gì con nghĩ là bất hạnh thì được Chúa cho là phúc lành, còn những gì con ao ước có thì Chúa lại cho là bất hạnh. Con xin thú thật, trong cuộc sống của con, lắm khi con không dám đón nhận các mối phúc của Chúa. Thế nhưng lời Chúa hôm nay luôn nhắc nhở bên tai con, khiến con phải suy nghĩ, phải đặt lại vấn đề. Chính Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Lời Chúa là chân lý, là đuốc sáng soi dẫn đời con. Chúa đã hứa ban sự sống đời đời cho những ai đón nhận lời Chúa. Chúa đã hứa ban nước trời cho những ai sống theo các mối phúc thật. Con muốn chọn Chúa, muốn sống cho Chúa. Xin Chúa cho con sắc tín vào Chúa mạnh mẽ hơn, để con có thể bước vào con đường hẹp và gồ ghề của các mối phúc. Những khi gia đình con gặp túng cực, những khi con phải chịu thiệt thòi, những khi con gặp khó khăn, giờ khóc, giờ cười, con thường nghĩ con bị Chúa bỏ rơi, con đang phải cô đơn, vô vọng. Lời Chúa hôm nay đã nâng đỡ và khích lệ con,
con không bị bỏ rơi khi con phải khổ đau. Con không xa Chúa khi con túng bấn. Chúa đang ở bên con, đang hướng dẫn con về nhà Chúa. Chúa đang chúc phúc cho cuộc sống nhiều chật vật gian nan của con. Lạy Chúa, xin cho con bước theo Chúa trong trung thành và bền chí. Amen.